Đỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị, và ngày hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2016. Và clip này chúng tôi đang quay hai chiếc giường bằng hoàn toàn bằng gỗ mun. Trước giờ này thì bác có một bác sĩ ở Hà Nội là bác sĩ Hải đã đặt tôi một chiếc. Tuy nhiên là tôi đã làm thì thường là làm vài chiếc, nhưng trong trường này là tôi làm hai chiếc. Và hy vọng là vì là quá đẹp cho nên là hy vọng là có khi là bác sĩ Hải sẽ lấy luôn cả đôi. Thì bây giờ tôi quay chiếc thứ nhất xong chuyển sang chiếc thứ hai. Chiếc thứ nhất đang để bên trong, hiện nay chúng tôi đang quay tại khu B của Đỗ Đức Hiền. Thì chiếc giường này là trong lòng là 1m8 x 2m. Và cái này gọi là mẫu nữ hoàng. Đỗ Đức Hiền thì có rất là nhiều mẫu, nhưng mà hôm trước thì vợ chồng bác sĩ đến và đã quyết định đặt theo cái mẫu này, mẫu nữ hoàng. Hiện nay là tôi đang quay chiếc thứ nhất, gọi là chiếc số 1. Và đây là đang hoàn toàn để mộc, thậm chí còn chưa đánh giác, mới chỉ đánh sơ bộ thôi. Và bất kể cái chỗ nào thì đều vân tuyệt tác luôn, bất kể chỗ nào đều vân long lanh, rất là đều. Đây là chiếc số 1. Và lần trước chúng tôi thì cũng đã làm, có một khách hàng anh ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, anh cũng đặt một chiếc thì tôi cũng làm một đôi, và sau đó vì quá đẹp cho nên là anh cũng lấy luôn cả một đôi rồi. Đấy là mẫu hoàng đế, cho nên là thường chúng tôi khách đặt ít, nhưng mà khi mình cùng một cái công lấy mực thước và được soi thì mình làm dư ra, thì thường là khách hàng cũng lại giúp đỡ, là chiều cố lấy luôn giúp cho. Cho nên tôi trong trường này là anh đang đặt một, nhưng mà tôi cũng làm hai. Thế sau này quý khách mà có hỏi đến chiếc giường này thì cứ nhắc là có hai chiếc giường mà bác sĩ Hải ở Hà Nội đặt, thì là chính là nhắc về hai chiếc giường này. Và quay ngày 11 tháng 7 năm 2016. Đây là chiếc số 1. Trong trường hợp mà bác sĩ Hải chỉ lấy một chiếc thì sau này quý khách hỏi đến thì tôi sẽ nói rằng là bác sĩ Hải đã lấy chiếc số 1 hoặc chiếc số 2. Thì còn lại chiếc nào thì chúng ta quay trên clip chúng ta sẽ thấy. Còn trên hình ảnh đây là tôi đang quay chiếc số 1. Hàng là cân kiện và sạch sẽ tuyệt đối. Và đây là hàng vẫn còn chưa đánh giáp cho nên là nó vẫn còn chưa có cái độ bóng lên. Nếu mà đã đánh giáp nhẵn và độ bóng lên thì tuyệt tác. Và Đỗ Đức Hiền thì tất cả những sản phẩm gỗ mun thì đều có mấy cam kết như sau. Thứ nhất là cam kết đã nói 100% gỗ mun là đúng như vậy. Thứ hai là tuyệt đối không vẽ vân. Tất cả cái phần vân thiên nhiên tự nhiên của nó như thế nào là cứ để nguyên, tuyệt đối không vẽ. Bởi vì cái vân mau nó đẹp kiểu vân mau, mà vân thưa nó đẹp kiểu vân thưa. Đây, ví dụ như trong hai chiếc này thì ở cái phần đầu và đuôi và thành nó rất giống nhau, cùng một cái series gỗ, nhưng mà ở phần mặt gỗ, mặt nằm ấy, thì cũng không thể nói là mặt nằm của chiếc số 1 hay chiếc số 2 đẹp hơn. Vì mặt nằm của chiếc số 1 thì ở những cái phần khung này thì là các cái vân nó ở diềm nó rất là đẹp luôn, toàn vân da báo này, cực kỳ đẹp này. Và bên trong thì lại là vân như là những cái đám mây, rất là bồng bềnh và rất đều. Quý vị nhìn chúng tôi làm rất khéo, rất đều. Và đây là chưa đánh nhẵn thôi, đánh nhẵn lên nó nổi bật toàn bộ phần vân lên thì rất là huyền ảo. Thế còn cái bên này, cái số 2 thì cái phần vân thì nó đậm hơn, nhưng ở những cái phần khung thì cái sự cái đảm bảo về cái phần vân nó không đẹp bằng cái vân của bên kia.
Vừa rồi là tôi đã quay xong chiếc số 1 và bây giờ tôi bắt đầu quay sang chiếc số 2. Và tôi xin nhắc lại là hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2016. Tôi đang quay hai chiếc này theo đơn đặt hàng của bác sĩ Hải ở Hà Nội. Và bác sĩ đặt tôi một chiếc nhưng mà tôi làm ra một đôi. Và tôi cũng không rõ là bác sĩ Hải sẽ lấy một hay hai chiếc. Có thể là cái phòng của anh cũng chỉ còn một chỗ thôi thì anh cũng không thể lấy hai chiếc được. Còn tôi tin tưởng rằng nếu anh còn phòng khác thì có lẽ anh sẽ lấy nốt. Và chắc chắn là nếu như anh định lấy một chiếc thì anh sẽ hỏi tôi là theo anh Đức thì cái nào đẹp hơn. Thì tôi cũng xin thưa luôn với quý vị và anh Hải là khi chúng tôi làm là bao giờ cũng làm rất đều. Và nhiều khi khách hàng cũng rất khó chọn. Bởi vì mỗi một chiếc nó sẽ có những cái điểm mà Vân đẹp giật mình. Thế nhưng mà có những chỗ khác thì nó cũng vừa phải. Tóm lại nó rất là công bằng. Cho nên là để cho đỡ đau đầu thì chỉ có cách tốt nhất là khách hàng lấy cả một đôi thì là tiện nhất. Tất nhiên nói vui vậy thôi, nhưng quả thật là chúng tôi làm không những chúng tôi mà những đơn vị khác thế. Và khi làm một đôi thì thường bố trí rất khéo, làm sao cho trong từng sản phẩm nó phải cân đối và hai chiếc với nhau nó cũng phải cân đối. Và như quý vị quan sát ở đây là như chiếc đầu giường số 2 đây và chiếc đầu giường số 1 này là rất giống nhau. Mà cái chiếc đầu thấp của số 1 ở bên trong kia và chiếc đầu thấp của số 2 bên này thì là hoàn toàn giống nhau. Giống cả đến từng cái vân gỗ cơ. Bởi vì đây đều là cùng từ một hộp mà ra. Và theo quan sát là hai chiếc giường này ấy, nó chỉ có khác nhau ở cái phần mặt giường thôi. Là mặt giường của chiếc bên trong kia thì sáng màu hơn, vân mây. Còn mặt giường của chiếc số 2 là đậm màu hơn và vân sọc. Cho nên nó chỉ còn khác một chút như thế. Chứ còn các thứ khác thì hầu như là giống nhau. Và máy quay hiện nay vẫn đang dừng ở chiếc số 2. Và hiện nay trong cửa hàng của tôi thì vẫn đang còn cái một chiếc giường mẫu Gothic, tức là gần giống mẫu nữ hoàng này, nhưng mà ở chỗ thủng kia thì là làm đặc lại. Và có một chiếc giường hoàng đế 1m8 nhân với 2m, giống như cái series mà mới làm cho anh Chính ở khu đô thị Văn Phú Hà Đông. Hôm trước nhưng mà anh mới lấy hai cái. Anh đặt một nhưng tôi làm một đôi và gia đình anh cũng quyết định lấy một đôi luôn. Thì cái câu chuyện đó có một cái chi tiết rất hay là anh vợ chồng anh Chính đã, tôi không nhớ là anh Minh hay anh Chính ấy, anh đã quyết định là đặt một chiếc cho mẹ. Nhưng mà khi mà tôi làm lên thì đẹp quá thì anh cũng, hai vợ chồng anh cũng quyết định lấy luôn một chiếc nữa dành cho mình. Như vậy là anh đã quyết định đặt cho mẹ trước. Đấy là một câu chuyện rất là hay. Thực ra thì những cái sản phẩm gỗ mun này thì đẹp vô cùng. Chỉ tiếc là cái giá thành của nó cao đáng kể so với gỗ gụ. Cho nên là, chứ còn nếu như nó chỉ cao hơn một chút thì tôi tin tưởng rằng có lẽ chúng tôi làm ra hàng chục cái một lúc cũng bán hết ngay. Có thể nói là ai đi qua những cái hình ảnh của những cái sản phẩm gỗ mun này thì đều rất là hứng thú. Nhưng mà rất tiếc là cái giá thành nó cũng cao. Nó xuất phát từ cái việc là cái cây gỗ mun nó rất là đắt và phần ngoài thì và những cái phần hao của nó cũng nhiều. Và chính vì cái phần hao nhiều cho nên là và giá thành của gỗ cao cho nên nó phát sinh tiêu cực, là một số đơn vị cũng có thể là làm nó không được như những cái trường hợp chúng tôi vừa cam kết, tức là 100% gỗ mun và tuyệt đối không vẽ vân. Cái việc này là việc rất là quan trọng. Và chính từ gỗ Đức Hiền bán được nhiều sản phẩm gỗ mun, gỗ
cũng là nhờ cái thằng ở hai cái cam kết này. Bây giờ tôi quay xong cả hai chiếc rồi, và vì nó rất là đẹp cho nên là cũng không muốn dừng máy ngay, và chúng tôi sẽ lìa lại lướt qua để quý vị xem cả hai. Và nếu quý vị có câu hỏi gì thì xin gửi tin nhắn hoặc là gọi điện đến kỹ sư Đức, số điện thoại 0984 666 999 hoặc truy cập vào đồ gỗ đức hiền.com. quý vị gọi điện hoặc nhắn tin theo số này tôi trả lời, còn hỏi ở trên website hoặc là hỏi ở trên trang youtube.com là thường là tôi cũng không có thời gian để kiểm soát lại, cho nên nhiều khi không biết là quý vị hỏi lúc nào nên không trả lời được, nên mong quý vị thật thông cảm, bởi vì là chúng tôi là cái đơn vị trực tiếp sản xuất và bản thân kỹ sư Đức lúc nào cũng trong cái trạng thái là trực tiếp ở xưởng. Đây quý vị mặc tinh áo màu sẫm và lúc nào người cũng mướt mải mồ hôi vì là trực tiếp bê vác và lắp ráp, cho nên cái thời gian mà online thì tối thì đã kiểm tra lại những thông tin mà quý vị yêu cầu. Còn nếu quý vị cần thông tin ngay thì cứ điện thoại hoặc là nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại 0984 666 999. Kể ra điện thoại là tiện nhất, nhưng nếu như là tại vì nhiều trường hợp là cái máy này là nhiều khách hàng gọi đến cho nên là thường xuyên bị quá tải, và có khách hàng phàn nàn là gọi đến hàng bao nhiêu cuộc không gọi được, và luôn có cái câu là xin quý khách để lại tin nhắn, tôi sẽ gọi lại sau. Nếu quý khách gọi tôi sẽ biết, tôi thấy cuộc gọi nhỡ tôi sẽ gọi lại hết. Bởi vì cái việc trả lời cho khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi, và chúng tôi cũng rất cảm ơn cái sự quan tâm của quý khách đã quan tâm đến, có thể dù mua ngay hay là chỉ là điện để tham khảo, chúng tôi cũng rất là vui lòng để mà trả lời, không bao giờ dám thắc mắc gì, vì chúng tôi cũng biết rằng là những cái sản phẩm này giá trị cao và quý khách thường cũng phải cân nhắc rất là nhiều trước khi mua, cho nên là không thắc mắc gì hết. Đức Hiền xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.